Việt Nam lúc 8 giờ sáng ngày 24 tháng 4 năm 2024. Lời cảm ơn của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi đứng ở tầng bình lưu trái đất. Xin cảm ơn 12 nhân dân làm chủ và các nhân dân trợ giúp thực hiện chương trình buổi lễ của Thái tử Tất Đạt Đa tôi tuyên bố thành Phật có danh là Thích Ca Văn rất nhiều. Khi bài lễ của Thái tử Tất Đạt Đa tôi tuyên bố thành Phật được 12 nhân dân làm chủ cũng như các thành viên trợ giúp phát trên mạng, sau 20 phút, các loài người ở 5 hành tinh trái đất còn lại trong hệ mặt trời đều nghe thấy và biết rất rõ. Các vị trời ở 39 hành tinh của tam giới trong hệ mặt trời này cũng đều nghe thấy và biết rất rõ. Các vị Phật dạy đạo giải thoát ở 6 hành tinh nước trời cực lạc cũng đều nghe thấy và biết cũng rất rõ. Sau 40 phút, tất cả Phật giới cũng đều nghe thấy và biết buổi lễ của Thái tử Tất Đạt Đa tôi tuyên bố thành Phật danh là Thích Ca Văn cũng rất rõ. Sau 4 ngày, các hành tinh trong hệ mặt trời khắp trong càn khôn vũ trụ cũng đều nghe thấy và biết buổi lễ của Thái tử Tất Đạt Đa tôi tuyên bố thành Phật cũng rất rõ. Ngày thứ 5, Phật Thích Ca Văn tôi được thứ nhất, chư vị Phật ở khắp Phật giới có điện chúc mừng nồng nhiệt nhất là Phật Thích Ca Văn tôi được phép công bố pháp môn thứ 6 là giải thoát ra, được lưu hành 5 năm 3 tháng mới bị cấm, mà mấy triệu vị Phật ở các trái đất trong các hệ mặt trời không vị Phật nào thực hiện được. Thứ hai, chư vị trời ở khắp hệ mặt trời trong càn khôn vũ trụ cũng có điện chúc mừng với lời tán dương đẹp nhất, mà mấy triệu vị Phật dạy đạo giải thoát cũng không vị Phật nào cho công bố ra được, mà nay có 12 nhân dân làm chủ ở nước rồng cũng như rất nhiều nhân dân trợ giúp phát ra buổi lễ Thái tử Tất Đạt Đa tôi công bố thành Phật danh là Thích Ca Văn thật là một điều hy hữu. Vì quá hy hữu này nên hôm nay Phật Thích Ca Văn tôi thân gửi đến 12 nhân dân làm chủ, các nhân dân trợ giúp chương trình này, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi hết sức cảm ơn 12 nhân dân làm chủ, các nhân dân trợ giúp, để đáp lại công của 12 nhân dân làm chủ, các nhân dân trợ giúp, Phật Thích Ca Mâu Ni tôi nói cho 12 nhân dân làm chủ, các nhân dân trợ giúp biết được 3 loại hạt đức mà 12 nhân dân làm chủ cũng như các nhân dân trợ giúp có được như sau. Thứ nhất là hạt công đức. Người nào ở trái đất này cũng như 5 trái đất còn lại trong hệ mặt trời này, cũng như tất cả các trái đất trong tất cả hệ mặt trời khắp trong càn khôn vũ trụ. 1. Nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật thì 12 nhân dân làm chủ cũng như các nhân dân trợ giúp mỗi một người có được một hạt công đức. 2. Những người ở khắp trong càn khôn vũ trụ xem buổi lễ này mà biết được đạo Phật có pháp môn thiền tông dạy con người giác ngộ thì 12 nhân dân làm chủ cũng như các nhân dân trợ giúp mỗi một người có được một hạt công đức. 3. Những người ở khắp trong càn khôn vũ trụ xem buổi lễ này mà biết được đạo Phật có dạy giải thoát thì 12 nhân dân làm chủ cũng như các nhân dân trợ giúp mỗi một người có được một hạt công đức. 4.
Những người ở khắp trong càn khôn vũ trụ xem buổi lễ này mà biết được đạo Phật có công thức tìm hạt công đức thì 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, mỗi một người có được một hạt công đức. 5. Những người ở khắp trong càn khôn vũ trụ xem buổi lễ này mà biết được đạo Phật có dạy đường trở về Phật giới thì 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, mỗi một người có được một hạt công đức. Số hạt công đức này không tính con số vô lượng được, mà phải tính bằng con số quả núi chứa hạt công đức. Vì vậy, 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, khi trở về Phật giới, chỉ đảm nhận chức vụ Phật Oai Âm Dương, vĩnh viễn không đi làm để tìm hạt công đức nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni tôi xin chúc mừng nồng nhiệt nhất 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp. Thứ hai là hạt nghiệp phước đức dương. Người nào ở trái đất này, cũng như người nào ở 5 trái đất còn lại trong hệ mặt trời này, cũng như tất cả các trái đất trong tất cả hệ mặt trời khắp trong càn khôn vũ trụ. Một, nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết tổ chức Phật giới thì 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức dương. Hai, nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết tổ chức tam giới thì 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức dương. Số hạt nghiệp phước đức dương này cũng không tính con số vô lượng được, mà cũng phải tính bằng con số quả núi chứa hạt nghiệp phước đức dương. Vì vậy, 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, khi trở về Phật giới thì đảm nhận chức vụ Phật Oai Âm Dương, vĩnh viễn không đi làm để tìm hạt nghiệp phước đức dương nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni tôi cũng xin chúc mừng rất nhiều 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp. Thứ ba là hạt nghiệp phước đức âm. Người nào ở trái đất này, cũng như người nào ở 5 trái đất còn lại trong hệ mặt trời này, cũng như tất cả các trái đất trong tất cả hệ mặt trời khắp trong càn khôn vũ trụ. Một, nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết tổ chức ở địa giới thì 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức âm. Hai, nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết tổ chức ở trái đất thì 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức âm. Số hạt nghiệp phước đức âm này cũng không tính con số vô lượng được, mà cũng phải tính bằng con số quả núi chứa hạt nghiệp phước đức âm. Vì vậy, 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp, khi trở về Phật giới chỉ đảm nhận chức vụ Phật Oai Âm Dương, vĩnh viễn không đi làm để tìm hạt nghiệp phước đức âm nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni tôi cũng xin chúc mừng rất nhiều 12 nhân dân làm chủ, cũng như các nhân dân trợ giúp. 3. Nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết nhiệm vụ của các vị thần thì những người có công thực hiện buổi lễ này, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức âm. 4. Nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết nhiệm vụ của các vị thánh thì những người có công thực hiện buổi lễ này, mỗi một người được một hạt nghiệp phước đức âm. 5. Nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết nhiệm vụ của các vị tiên
thì những người có công thực hiện buổi lễ này, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức âm. 6. Nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết nhiệm vụ của các vị chúa, thì những người có công thực hiện buổi lễ này, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức âm. 7. Nhìn thấy buổi lễ của Phật Thích Ca Văn tôi tuyên bố thành Phật mà biết nhiệm vụ của các vị quỷ, thì những người có công thực hiện buổi lễ này, mỗi một người có được một hạt nghiệp phước đức âm, vân vân. Lời khuyên của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi về hành theo pháp môn thứ 6 của Đạo Phật là Thiền Tông. Nếu người nào thấy thích hợp thì vào thực hành, nhưng phải: 1. Đừng vì danh mà hành theo pháp môn Thiền Tông học này. 2. Đừng vì lợi mà hành theo pháp môn Thiền Tông học này. 3. Người hành theo pháp môn Thiền Tông học này thì phải có lòng thật trong sáng. 4. Người hành theo pháp môn Thiền Tông học này thì phải quyết chí đời này phải trở về Phật giới. 5. Người hành theo pháp môn Thiền Tông học này thì đừng dính mắc bất cứ thứ gì ở trái đất này. 6. Người hành theo pháp môn Thiền Tông học này thì đừng dính mắc bất kỳ thứ gì ở tam giới này. 7. Nếu người hành theo pháp môn Thiền Tông học này mà tu thì không giải thoát được. 8. Hãy nhớ kỹ lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi: dù làm vua cõi người, dù làm chúa cõi trời, không bằng làm Phật ở Phật giới. Hãy nghe kệ của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi: Phật giới mới được nghỉ ngơi, không bị nhân quả luân hồi cũng không. Phật giới sống được thông dong, điện quang sáng ánh nên không não phiền. Còn ở thế giới mà tu, thế giới vật chất tiền vàng, mình làm mình hưởng rõ ràng phân minh. Lừa đảo thiên hạ là mình, phải bị nhân quả là mình khổ thôi. Chư Phật bảo mình phải thôi, thôi đi lừa đảo để đời an vui. Mình tu là tránh việc đời, mà đi lừa đảo để đời trầm luân. Tu theo pháp môn Trung Thừa, giảng sư phải hiểu rõ ràng, đừng giảng bậy bạ, giảng càng giảng điên. Thế giới vật chất kim tiền, tu mà lừa đảo lấy tiền người ta. Thế giới vật chất ta bà, đừng có lừa đảo thành ma cô hồn. Vào tu thì phải liệu hồn, đừng có lừa đảo mà ôm ngục tù. Tu theo pháp môn Đại Thừa. Đại Thừa là hiểu mênh mông, Đại Thừa không hiểu là ngông nhất đời. Đại Thừa là biết tuyệt vời, càn khôn vũ trụ như thời trong tay. Thế giới vật chất trần ai, đừng vì tiền bạc đi ngay vào tù. Đại Thừa không biết đừng tu, mà vào tu đại ngục u đón mình. Tu theo pháp môn thần chú. Thần chú sai khiến cõi âm, tìm cây thuốc quý để mà trị thân. Dù cho bệnh nặng muôn phần, chỉ cần than thuốc bệnh dần hết ngay. Thế giới sinh tử trần ai, thần y bổ thuốc hết ngay bệnh tình. Thần y cho thuốc thì mình, dù có bệnh nặng thì mình chớ lo.
tu theo pháp môn niệm Phật. Thành tiên dễ lắm người ơi, có bao nhiêu tiền bố thí hết đi, bố thí quỳ gối xuống đi, miệng thì khấn lạy xin đi lên trời. Thưa Phật, con đã hiểu rồi, thiên đàng vui lắm, con thời muốn lên. Thiên đàng ăn trước ngồi trên, là tiên cảnh giới không lên uổng đời. Tu theo pháp môn Thiền Tông. Thiền Tông đưa người về quê, nếu không về được thì về lửa to. Thiền Tông phải nhớ dặn dò, trở về quê cũ đừng lo danh gì. Thiền Tông dạy chữ là đi, đi về cố quốc là đi quê mình. Thiền Tông không phải lặng thinh, mà thấy cứ thấy, mình đừng dính nghe. Lời cảm ơn của Phật Thích Ca Mâu Ni tôi đến đây là hết. Và có lời nhắn nhủ với 12 nhân dân làm chủ cũng như các nhân dân trợ giúp: hãy cố gắng hoàn thành tốt phần 2 mà Phật Thích Ca Mâu Ni tôi nhờ. Hẹn gặp nhau ở tầng bình lưu trái đất và ở Phật giới sau này. Thích Ca Văn.